Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ trong nháy mắt ngắn ngủi, giữa ánh mắt kinh hãi của Hoài Như Danh, kim quang đèn trắng tiêu tán, năng lượng rung động áp chế rất mạnh, cả phiến không gian này tan vỡ, vô số vết nứt không gian đèn kịt vỡ ra. Cả vùng biển tiêu tán, hình thành hố sâu rất khó phát hiện. Bóng dáng của Lục Du Thượng xuất hiện quỷ mị trước mặt Hoài Như Danh. Trên trường ấn xuất hiện đồ án âm dương đèn trắng, hào quang đen trắng bao phủ lồng ngực của Hoài Như Danh. Năng lượng đổ vang trầm thấp, thân ảnh cầy cò của hoài như Danh trực tiếp bay đi thân ảnh chân vỡ không gian vùng biển này nổ vang liên tục huyết vụ không ngừng phun trào thân ảnh hoài như danh đụng nát không gian miễn cưỡng ổn định thân ảnh sắc mặt của hắn tái nhợt ánh mắt kinh hãi nhìn qua lục du thượng trong mắt chỉ có rung động và oán độc lục du thượng thắng rồi đánh bại hoài như danh là cường giả tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong không hồ là trần lý niết bàn dễ dàng chống lại được tuyển cổ cảnh cao giai đỉnh phong. Vừa rồi lục du được thúc dục chính là áo nghĩa kỳ lạ thứ năm của lục gia, thật sự rất khủng bố, không hổ danh là áo nghĩa áo giáp áp chế các áo nghĩa khác. Vừa rồi nguyên lực trong người bị áp chế, không hổ là áo nghĩa kỳ lạ thứ năm. Trên cả vùng biển, ánh mắt rùng động dữ dội, lục du thượng vượt cấp đánh bại hoài như danh. Thực lực như thế làm cho mọi người rùng động thật mạnh. Vô lượng niết bàn lục gia áo nghĩa kỳ lạ thứ năm khủng bố như vậy lục du thực nhíu mày sắc mặt tái nhợt nhìn hoài như danh máu tươi đầm đìa lại nói người đã thua mang theo người của ngươi cút khỏi thế giới vũ sắc đi vô <laughs> lượng niết bàn áo nghĩa kỳ lạ thứ năm của lục gia đúng là bất phàm đấy hoài như danh ổn định thân hình đối mặt lục du thực hắn cười âm tàn quay miệng chảy máu tươi mắt nhìn thù hận nhìn lục du thực oán độc mà nói chính bởi vì như thế hôm nay càng không thể buông tha cho ngươi thật sự cho rằng ân oán giữa diệt linh minh và lục xa các ngươi chỉ trận chiến này là có thể giải quyết sao Người cũng quá ngây thở rồi ân oán giữa diệt linh minh và lục xa các ngươi lục già diệt chết mới có thể giải quyết hôm nay phi linh bồn sẽ bị nhổ tận gốc người cũng đi chết đi đôi mắt của lục du được ngưng trọng ánh mắt nhìn qua mấy ngàn người diệt linh minh cuối cùng nhìn hỏi như danh lại nói chẳng lẽ chỉ bằng các ngươi cũng muốn lưu tàn lại hay sao? <laughs> Đương nhiên là không phải. Vì đối phó với ngươi, chúng ta an bài không ít, xem như người chết cũng có ý nghĩa. Hoài như danh cười âm tàn, hắn đém ngọc giản trong tay ra. Ngọc giản rạn nứt, một vết nứt không gian đen kịt xuất hiện. Nhìn vết nứt không gian này, hoài như danh bắn ra hùng quang, lại nói. Hai vị đại nhân mời ra tay diệt lục gia tiện ti này. Nghe vậy, ánh mắt của lục du Thượng âm thầm giật mình diệt linh minh không an lòng về mình vậy. Điểm này lục du thược cũng không kỳ quái. Nhưng với tu vị thực lực của hoài như danh, người có thể được hắn gọi là đại nhân, lục du thược không thể không tưởng trọng. Có hai người tới, sợ rằng thực lực của hắn cũng có thể nghĩ. Diệt linh minh có chuẩn bị mà đến, hèn hạ và vô cùng vô sỉ. Diệt linh minh không có tính toán buông tha cho lục du thược và phi linh môn. Người chung quanh không ngừng oán giận, nhưng đối mặt với quái vật khổng lồ diệt linh minh lúc này có mấy cường giả tuyên cổ cảnh lược trận cũng có không ít cường giả đến bàn cảnh đứng ra nàng có oán hận cũng chỉ đuốt vào bụng mà thôi không ngờ cần phải ta ra tay tiện nhà đầu lục gia này quả nhiên có chút bổn sự trong nháy mắt ngắn ngủi trong vết không gian có tiếng nói truyền ra tiếng nói vang vọng cả vùng biển hai đạo thân ảnh từ trong không gian đi ra hai người vừa đi ra vết nứt không gian biến mất không thấy gì nữa đường theo hai thân ảnh này xuất hiện cả không trung có hài khí tức nóng lạnh hàng lâm nguyên lực trong người đình trệ đình hồn rung rung năng lượng thiên địa biến hóa rất nhanh hai người này một người mặc áo dài màu trắng mặt mũi đầy nếp nhăn cương mặt giả nua khí tức băng hàn bao phủ các nơi nguyên lực trong người mọi người xung quanh đóng băng không gian xung quanh có sương trắng bao phủ xung quanh một lão già còn lại mặc trường bào sắc mặt đỏ rực trên trán có mái tóc đỏ như lửa hỏa diễm chập trùng khi nóng bao phủ toàn thân người nào nhìn thấy thì cũng cảm thấy linh hồn đau đớn hai người này rất già nua khi hai người này vừa xuất hiện năng lượng thiên địa chung quanh bị ảnh hưởng đó là là cường giả hóa hồng cảnh tuyệt đối là cường giả hóa hồng cảnh đấy hóa hồng cảnh chính là tồn tại làm cho cả thế giới vù sắc rùng động tu vì hóa hồng cảnh chính là nhân vật đỉnh cấp trong thiên địa bất luận người nào cũng là cự phách bột phương đều là nhân vật kiều hùng bất luận người nào cũng là nhân vật cao cao tại thượng hai tên hóa hồng cảnh hàng lâm uy áp dài vị vô hình làm mọi người rung động người thực lực thấp nguyên lực đình trệ khi hai tên cường giả hóa hồng cảnh xuất hiện hoài như danh cười lạnh vô lượng niết bàn mạnh hơn nữa ở trong tay hóa hồng cảnh lục du thực cũng không thể không chết hôm nay đã sớm tính toán vạn toàn thì lục du thực chết chắc hai hóa hồng cảnh xuất hiện lão giả áo dài ký thức băng hàn nhìn lục du thực thấp giọng mà nói vô lượng niết bàn áo nghĩa kỳ lạ thứ năm người lục gia có thiên phú không tồi nhân tài xuất hiện lớp lớp chỉ tiếc nhân duyên hơi kém trong vài người không nên trọc vừa dứt lời hắn vùng tay áo lên một đạo hàn khí đóng băng thiên địa bộc phát dữ dội khí thức hàn băng khủng bố bạo phát trong khoảng thời gian ngắn hóa thành băng trụ khổng lồ khí thức hàn băng vô hình lan tỏa ra các nơi tất cả mọi người cảm giác không gian chấn động dữ dội hàn băng thấu xương linh hồn rét lạnh băng trụ cực lớn làm không gian chung quanh rạn nứt hư khổng đèn kịt xuất hiện dùng tốc độ như bồn lồi trực tiếp đụng thẳng vào người của lục dù thượng đôi mắt lục dù thượng đại biến thủ ấn khởi động trường kiếm trong tay kéo lên một đường trong mắt hào quang đen trắng không ngừng lưu chuyển kiếm quang cực lớn hóa thành đồ án âm dương băng trụ đánh vào hào quang đen trắng cả hai đụng nhau giữa không trùng run lên lập tức rằng co hào quang chói mắt bắn ra sau đó tất cả nổ tung khi tức bằng hàn thấu xương hạn băng đáng sợ bao phủ các hướng, gợn sóng trong không gian chấn động dữ dội, từng vết đất không gian đen kịt và kiếm quang đen trắng tan vỡ, sát khí bao phủ trời cao. Tuy ngăn cản được băng trụ khổng lồ, nhưng khí tức hàn băng ngập trời, thân ảnh xinh đẹp của Lục Du Thượng lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Đối phó với Hoài Như Danh, dù chiến thắng nhưng tiêu hào hầu như không còn. lục này đối mặt hóa hồng cảnh, Lục Du Thượng đã khó có thể chào chống. Ô, oh, đúng là không tệ. Vậy nhìn xem người làm sao chống lại việc này. Nhìn được du thượng không ngờ lại có thể ngăn cản một kích như vậy. Lão sáng sắc mặt đỏ kinh ngạc kêu lên một tiếng. Lập tức cười lạnh, trường bào run lên, nguyên lực hỏa thuộc tính tỏa ra. Hóa thành hỏa diễm thực chất, phóng ra bốn phường tám hướng. Giữa nhiệt độ nóng bỏng kia, không gian có rút lại. Lão sáng ngưng tụ hỏa diễm khủng bố, lập tức hình thành hỏa cầu khổng lồ giống như thiên thạch nện thẳng vào lục du thượng. Hải hóa hồng cảnh vây công, lục du thực bất phàm cũng không xong rồi. Sau khi đối phó hoài như danh, lại còn chống đại bột kích của hóa hồng cảnh, lục du thực đã rất mạnh rồi. Không trùng lắc đầu than thở, oán giận không dám nói thêm cái gì. Lục du thực giờ phút này ngưng trọng, đối mặt nhiệt độ kinh khủng kia, uy năng cực lớn bao phủ thân thể của nàng. Lúc này, đôi mắt của lục du thực được ngừng trọng, bỗng dưng trên công trung có một tiếng nói vang vọng. Lão cầu lấy đớn hiếp nhỏ, dám xem lục ra không người nhật quyền hóa hồng và thôi, lục gia ta còn chưa tới mức bị một đám tôm tép nhãi nhép này hiếp đáp, chết đi chỗ bổn cô được. Vừa dứt lời, hai thân ảnh xuất hiện trên không trung, trong đó một đạo bóng hình xinh đẹp, váy dài ôm chặt lấy thân thể mê người, dùng nhàn tuyệt mỹ, đôi mắt đèn to tròn mọng nước, giống như hút người ta vào sâu trong mắt nàng. xung quanh nàng còn có áo nghĩa bà động, vượt qua không gian tới trước mặt lục dù thượng, bàn tay trắng như ngọc đưa lên, ngăn cản hòa cầu giáng xuống. Trường ấn vừa đánh ra, sau khi rằng co trong nháy mắt trường ấn nghiền nát hỏa cầu cực lớn nghiền nát một tiếng nổ to lớn vang vọng hư không hỏa cầu khủng bố này biến thành vô số hỏa diễm nóng bỏng quét qua chung quanh khi nóng bao phủ cả bầu trời trong khi kình nóng bỏng này nữ tử tuyệt bị uyển chuyển lùi lại vài bước để ổn định thân thể trong bột trường vừa rồi của nàng còn có khói độc quấn quanh thậm chí còn sinh ra gợn sóng trực tiếp bao phủ lão già mặc trường bào khói độc ăn mòn không gian trong cháy mắt trực tiếp tiến vào trong người lão già mặc trường bào. Bàn tay của lão già đen kịt, sau đó sừng vụ. Không tốt, độc công thật là lợi hại. Sắc mặt lão già mặc trường bào đại biến, độc công này quá mạnh mẽ, ăn mòn không gian, ăn mòn linh hồn và nguyên lực. Vào lúc này, bàn tay của hắn sưng vù lên, hắn có tù vi nhất quyền hóa hồng cảnh, nhưng bàn tay đã bắt đầu hử thối. Lão già mặc trường bào hét thảm thiết và sợ hãi, không thể không quyết định thật nhanh cắn răng chặt đứt cánh tay bị độc công an mòn huyết vụ tiểu tán sắc mặt tái nhợt người tới là kẻ nào độc công quá khó lường một chiêu có thể ép cường giả hóa hồng cảnh phải chặt đứt cánh tay của mình nữ tử này cũng là người lục ra sao thật là khó lường những người chung quanh nhìn nữ tử này có thể dùng một chiêu làm cường giả hóa hồng cảnh phải chặt đứt tay động công này quá khủng bố lúc này mọi người hít một ngụm khí lạnh cường giả hóa hồng cảnh là tồn tại khủng bố trong suy nghĩ của mọi người biến hóa đột ngột này đã làm Lục Dù Thượng kinh hỉ, ánh mắt rung động. Nhìn đứa tử mặc váy dài với thân ảnh và khí thức quen thuộc, độc công cường đại. Lục du Thượng đã nhận ra đây là ai. Tam cô của nàng, Lục gia Tam Tiểu Thư, ma nữ Lục Tâm Đồng tung hoành thế giới đình vũ. Tâm Đồng cô cô, sao người lại tới đây? Lục Tâm Đồng vội vàng tiến lên, đôi mắt vô cùng vui vẻ. Dù Thượng à đầu, người không xảo đó chơ. Ta trên đường đi, nghe nói thế giới vô sắc xảy ra chuyện cho nên ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đây. Nữ tử tuyệt bị quay đầu lại, mỉm cương với lục du thượng. Nàng cười đẹp khuỳnh quốc Huỳnh thành, nhưng mà lúc này có khói độc bảo phụ quanh người, những người bình thường không dám tới gần. Ta không có sao, nhưng mà phi linh bồn gặp cỡ một ít phiền toái nhỏ nhỏ. Lục du thượng gật gật đầu, nhìn trộm ký thức trên người tam cô lục tâm đồng, đôi mắt mang theo mừng rỡ và ngạc nhiên, lại nói. Tâm đồng cô cô, người là vô lượng niết bàn cũng đã là tuyển cổ cảnh cao dai rồi sao? Đúng vậy, lục tâm đồng nghe xong, cười với lục dù thượng, ánh mắt đảo qua đám người hoài như danh. Cuối cùng lại nhìn lão giả mặc trường bào cụt tay và lão giả mặt đỏ, lại nói với lục dù thượng. Dù thượng, người nghỉ ngơi đi, chuyện này đã có tàm cột lo. <laughs> tâm đồng nha đầu, tặng ta hai con cá tạp này được chứ? Thời điểm lục tâm đồng còn chưa dứt đời, trên bầu trời có tiếng cười vang vọng không gian. Trong không gian xuất hiện vòng xoáy, sóng biển trên vùng biển này chấn động dữ dội. Khi mọi người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong vòng xoáy trên bầu trời xuất hiện nhiều thân ảnh. Khí tức cường hãn hàng lâm, không dưới ngàn người phóng thích khí tức của mình. Trong ngàn người này có không ít người tù vì tuyền cổ cảnh, còn lại đều là niết bàn cảnh, hơn rất nhiều niết bàn cảnh, không có ai là đại đạo cảnh. Ánh mắt của mọi người kinh hãi. Một đám cường giả như thế đột nhiên hàng lâm, đặc biệt là có không ít tuyền cổ cảnh, làm cho hòa như danh và hai tên hóa hồng cảnh của diệt linh Bình rùng động dữ dội. Hơn ngàn người này đều đứng sau thanh niên mặc áo vàng, ánh mắt vô cùng cung kính và thần phục. Thanh niên áo bào vàng này tóc xoăn, đôi mắt sáng ngời có thần, làm cho người ta cảm giác hy vọng được hắn nhìn, cảm thấy mình nên thần phục. Trong bi tâm có ấn ký màu vàng đầy yêu mị. Tiểu Long, Tiểu Long thúc thúc. Nhìn thanh niên áo bào vàng này, lục tâm đồng và lục dù thực chấn động. Hai người vô cùng vui mừng thanh niên áo bào vàng này chính là Tiểu Long. Tâm đồng, dù thược Tiểu A đầu, ta cũng nhớ các ngươi. Tâm đồng, rốt cuộc ta cũng gặp lại ngươi rồi. Bên cạnh Tiểu Long có nhiều nữ tử dáng người thướt tha đi lên. Người nào cũng có từ thái Quỳnh Quốc Quỳnh Thành, khí chất cao quý hồn nhiên thiên thành, chính là Long Yên, Chu Thần Hy, Hổ Y, Chu Thần Nhu, Huyền Doanh, là các công chúa của tứ đại thú hoàng tộc trong thế giới linh vũ. Các nàng có quan hệ vô cùng tốt với Lục Tâm Đồng và Lục Du Thược trong thế giới đình vũ. Đúng đại bên cạnh Tiểu Long còn có tĩnh thần công chúa cùng với Long Bích Hàm, Đại Công Chúa, Long Siêu, Long Gâm, Long Đại, Huy Nhò, Huy Vũ, Huyền Phạt, Huyền Xá đều là cường giả đỉnh cấp của tứ đại thú hoàng tộc trong thế giới đình vũ. Hơn một ngàn năm qua, những cường giả thú tộc trong thế giới đình vũ đều đi theo Tiểu Long vào trong thế giới thần thú tù luyện. Hiện tại, mạch tức rất mạnh, có không ít người đặt chân tuyên cổ cảnh, thậm chí có vài đại thừa Niết Bàn, vô thượng Niết Bàn những người còn lại đều là niết bàn cảnh cao dài cung đỉnh phong tiểu long đạt tới trần lý niết bàn huyền vũ hoàng tộc và thanh lòng hoàng tộc đều được thiên địa chiếu cố thực lực tăng vọt không ít nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy Hoa như danh và hai hóa hồng cảnh và mấy tuyên cổ cảnh biến sắc với thực lực của bọn họ cũng nhìn ra người bên kia không có hóa hồng cảnh nhưng cũng không phải dễ trêu chọc tại sao các ngươi lại tới đây lục tâm đồng bị chúng nữ vây quanh lập tức khiếp sợ nàng thật không nghĩ đến người trong thế giới linh vũ đều đi ra ngoài. Chuyện này làm cho nàng mừng rỡ không thôi, cảm vừng rỡ vô cùng. Nói ra thì rất dài dòng, đầu tiên phải giải quyết đám cá tạp này mới tụ hội với nhau sau. Thân ảnh của Tiểu Long xuất hiện bên cạnh Lục Tâm Đồng cùng Lục Du Thược, nói với Lục Tâm Đồng xong. Ánh mắt nhìn Lục Du Thược lại đưa đám người diệt linh minh mà hỏi. Du Thược nhà đầu, đám người này là thế nào? Tiểu Long thúc thúc, đám người này đều là người diệt linh minh, bọn chúng muốn đối phó Phi Linh Bồn và lục ra chúng ta, còn muốn giết ta. Mấy trăm năm qua, Phi Linh Bồn đã có không ít người hao tổn trong tay bọn chúng đấy. Lục tâm trồng nói với Tiểu Long, nhìn thấy Tam Cô cùng Tiểu Long đến đây, đôi mắt ngừng trọng của nàng, giữa phút này, ruột cuộc buồn lòng không ít. Tiểu Long vừa nghe xong, lập tức quay người lại, a à, bào màu vàng phất phơ, ánh mắt nhìn mấy ngàn thân ảnh của Diệt Linh Minh. Ánh mắt lại nhìn qua hai tiền hóa hồng cảnh, đạm mạc nói. Diệt Linh Minh, một đám tạp trùng mà thôi, động đến phi linh bồn và lục gia ta, La gàn cũng không nhỏ đấy, đoán chừng đầu bị cửa kẹp rồi, đầu óc hư thối mất rồi. Từ khi Tiểu Long dứt lời, những người chung quanh chấn động không nhỏ. Người này rốt cuộc là ai, khẩu khí thật không bé. Khí tức trên người thanh niên này rất bất phàm, khí tức khủng bố, sợ rằng thực lực cũng rất mạnh. Dường như cũng là người của lục gia, đội hình yêu tộc này quá mạnh rồi. chung quanh không ngừng có tiếng nghị luận, sắc mặt đám người diệt lình mình khó nhìn. Vốn chỉ cần đánh chết một mình lục du thược, chưa từng nghĩ sẽ tới bây giờ xuất hiện nhiều cường giả như vậy. Những người này không có hóa hồng cảnh, nhưng khí thức trên người lại vô cùng bất phàm, hoàn toàn khó có thể nhìn trộm. Khi tiểu long dứt lời, hơn ngàn người thế giới thần thú và cường giả đỉnh cấp của bốn đại thú hoàng độc trong thế giới linh vũ đều bộc phát khí thức của mình. Sạt khí bắn ra ngoài, khí thức quét qua trời cao, cả thiên địa biến sắc. Trong lúc mở hồ, còn có sấm sét xuất hiện. Đối diện ký tức khủng bố này, những người chung quanh vô cùng kiếp sợ. Các hạ là ai? Có quan hệ gì với Lục Gia? Hoài như danh cắn răng, nhìn Tiểu Long, sau đó trầm giọng hỏi. Gương mặt giả đùa chấn động, bộ dáng lúng túng. Lục Gia, Lục Thiếu Du là đại ca của ta. Lục Du Thượng là chất nữ của ta. Người nói Tiểu Long ra ra, và Lục Gia có quan hệ gì? Tiểu Long trợn mắt, lườm hoài như danh một cái. Ký tức vô cùng bá đạo chẳng lẽ là đệ đệ lục tiêu du à? Ánh mắt của người diệt lình bình chấn động, sau đó sắc bắn khó nhìn, nhìn thấy quan hệ của đối phương với lục gia, lần này không tốt rồi. Đầu tiên giải quyết đám cá tạp này đã, dám động vào lục gia, cần phải trả giá thật đắt. Hà ý trong mắt lục tầm đồng bắn ra, sẵn ý bùng nổ, coi được bộc phát, cho dù là hóa hồng cảnh cũng không nằm trong mắt của nàng, thần thái vô cùng bá đạo. Tâm đồng, hai con tôm cá nhãi nhập nhật nguyền hóa hồng cảnh này cứ rào cho ta đi. Tiểu Long nhìn qua hai tên hóa hồng cảnh, sát ý trong mắt bắn ra, hoàn toàn không đặt đối phương vào trong mắt. Trong giây mắt ngắn ngủi, Tiểu Long và Lục Tâm Đồng hai người hành động, một sinh trạt độc công, một kim sắc hỏa diễm như ẩn như hiện, muốn ra tay. Vào lúc này trên không trung có tiếng sư tử gào thét. Khi nghe tiếng sư tử vang vọng, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Lục Du Thược và người thế giới linh vũ đều đưa mắt nhìn theo. Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, hai người chấn động, ánh mắt khiếp sợ. Tiếng sư tử rống từ xa tới gần, trong nháy mắt ngắn ngủi, sư tử phá không bay tới. Trên lưng sư tử trắng tuyết này có một thân ảnh áo xanh đứng chắp tay sau lưng. Áo bào xanh khẽ nhúc nhích, thân thái tùy ý lạnh nhạt, nhưng lại làm cả phiến thiên địa chấn động kinh khủng. Thân ảnh áo bào xanh chỉ cần đứng đó đã làm phiến thiên địa biến sắc. Một người một sư bay tới, ven đường sinh ra sóng gió ngập trời. Sau lưng thiên địa dị biến, sắc mặt mọi người vô cùng khó coi giống như thần tích. Chỉ mấy hô hấp, một người bột sư xuất hiện trên không trung. Sau lưng một người bột sư có sáu mười người. Đi đầu là một đại hán trung niên, khí tức tù vị của hắn đã đạt tới nhất quyền hóa hồng. Tuyên cổ cảnh sau lưng không dưới 10 người. Trong đó có hai tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong. Người thấp nhất cũng đã niết bàn cảnh, đa số đều là niết bàn cảnh cao giai và niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong. Một người bột sư xuất hiện, nam tử áo bào xanh đứng chắp tay, trực tiếp vượt qua không gian, xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn thấy một người một sư kia, Long Yên Công Chúa, Long Bích Hàm, Đại Công Chúa, Huyền Hạo, Huyền Vũ, Long Ngâm, Long Siêu, Huyền Vũ, Hổ Y, Chu Thần Hy, Chu Thần Nhu, Huyền Doanh, Huyền Kình, các cường giả của thế giới lĩnh vụ đều chấn động. Ánh mắt bọn họ kinh hỉ, có chút kính sợ, có chút rùng động. Nam tử áo bào xanh xuất hiện nơi đây, trừ lục tiêu du ra thì không có người khác. Mấy chục cường giả khủng bố sau đường lục tiêu du, đi đầu là vô tướng, tu vi nhất quyền hóa hồng có lẽ đã đạt tới nhất quyền hóa hồng đỉnh phong mà vô mãn tam giới lý cụ cũng đã đạt tới tuyên cổ cảnh đỉnh phong còn có vài tuyên cổ cảnh cao dai trùng dài và sơ dài cộng lại không dưới 10 người còn lại đều là niết bàn cảnh lục trượng rời khỏi thương khung chiến trường lục đi vào thế giới trùng động lục tiêu du đã an trí vô tướng trong thiên trụ giới tầng thứ năm các cường giả hộ hoàng đội đều an bài trong thiên trụ giới tầng thứ tư khi bản thân bị đánh chết Lục Tiêu Du trong lúc mơ hồ cảm giác dường như thiên trụ giới đã bị cây đào bầu vàng đưa vào trong thế giới linh vũ. Nhưng mà thời gian trong thiên trụ giới không có thay đổi. 1200 200 năm, vô tướng ở trong thiên trụ giới đã gần 6 vạn năm. Những người khác cũng tù luyện suốt 4 vạn tám ngàn năm. Trong thời gian dài như thế, thiên trụ giới vẫn ở trong khu vực trung ương của thế giới linh vũ. Nơi đó vẫn còn bảo trì năng lượng thiên địa và khí tức hỗn độn. Cho nên vô tướng cùng vù mã tam giới, lý cụ không ngừng trực tiếp đột phá trong tiền trụ giới. Thậm chí thế giới khổng bình, đám người vô tướng, lý cụ lại ngạc nhiên phát hiện ra. Bọn họ không biết vì sao trên người lại có khí thức hỗn độn, trở thành ngụy hỗn độn. Ở phương diện định ngộ áo nghĩa, có chỗ tốt vô cùng to lớn. Tăng thêm lĩnh ngộ thời gian dài, trong suốt mấy vạn năm qua, người hộ hoàng đội tiến bộ cực lớn. Nhưng mà chuyện xảy ra ở bên ngoài, bọn họ vẫn không biết. Mà tất cả sau khi lục tiêu dù biết được, rất ngạc nhiên xem ra đám người vô tướng trong thiên trụ giới đã theo mình vào khu vực trung ương của thế giới linh vũ đạt được chỗ tốt thật lớn năng lượng trong hỗn độn còn mạnh hơn thế giới linh vũ bên ngoài rất nhiều thế cho hộ hoàng đội đạt được thiên địa cơ duyên khi cưỡi tuyết sư chạy tới vùng biển trên trời lục thiên du cũng gọi đám người vô tướng trong thiên trụ giới ra ngoài trải qua thiên trụ giới vài vạn năm lúc này thực lực hộ hoàng đội tăng lên trình độ khủng bố vô tướng đã là nhật quyền hóa hồng đỉnh phong. Là lục tiêu du đứng đầu cửu hoang, đó là phi linh bồn lục tiêu du. Lục tiêu du trở về rồi, quả này thì phiền phức to. Trần đến niết bản lục tiêu du đã đến, hắn không có chết. Đôn đãi là giả, lục tiêu du lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ đạ thứ năm vẫn chưa chết. Lục tiêu du trở về, diệt mình linh bốn triệt để tiêu diệt phi đình bồn là không thể nào. Rất nhiều người vây quanh chấn động. Người trong thế giới vô sắc không ai không biết tới lục tiêu du. Tiểu Long lập tức vượt qua không gian, thân ảnh cao ngất của hắn xuất hiện trên đường tuyết sư, nhìn nam tử áo bảo xanh trên gương mặt anh Tuấn, vui vẻ nói. Lão đại, cảm giác được ngươi không ổn, ta lập tức vội vàng quay về, không ngờ lại gặp được ngươi. Khá lắm, Trần Lý Niết Bàn hả? Lục tiêu dù thò tay vụ vai Tiểu Long, hắn cào hứng thay Tiểu Long. Trần Lý Niết Bàn đại biểu cho cái gì? Lục tiêu dù đã biết rõ, với thiền phú Tiểu Long và có Trần Lý Niết Bàn, về sau đặt chân cường giả đỉnh phong của ba ngàn đại thế giới là chuyện đương nhiên. Phụ thân! Thiếu nữ áo xanh lúc này xuất hiện trước mặt lục thiêu du, sắc mặt tái nhợt, khoe môi còn mang theo vết máu đỏ tươi, mái tóc đèn tán loạn, da thịt trắng như tuyết, mặt sáng như sao, khí chất cao ngạo, ít người sánh được. Nhìn thiếu nữ áo xanh trước mặt, ánh mắt lục thiêu du rung động. Trên đường đi, hắn cũng nghe tuyết sư kể tình huống phi đình bồn trong những năm qua. Hơn một nghìn năm, tất cả đều là du tược cùng phụ thần lục trung vô song cảnh văn hồng lăng còn có tiểu linh làm linh chống đỡ phi linh bồn đặc biệt là du tược những đàm quả xuất đầu lộ diện thay phi linh bồn cũng là nàng chắn mưa che gió ở bên ngoài bờ vai mảnh mai của nàng đã thừa nhận gánh nặng của lục gia cùng phi linh bồn nhìn thêm được áo xanh khí chất cao ngạo giống như đúc mẫu thần thành tuyên của nàng thân sắc của nàng rất kiên định lúc này lục thiếu du dường như nhìn thấy bàn sao của mình cảm thấy nội tâm đau xót nhìn qua tiểu long chậm rãi lòng vết máu trên khóe miệng của lục Du thượng thấp giọng nói nhỏ nhà đầu những năm này khổ cho con không có khổ cực con là người của lục gia là con gái vô dụng không thể trèo chống được lục gia đối mặt với nam tự áo xanh này chẳng biết vì sao giọng nói của lục du thượng hơi nghẹn ngào đặc biệt khi đục thiếu du lòng máu trên miệng của nàng lục du thượng cảm giác nước mắt tuồn trào Lục Tiêu Du lau sạch máu trên khoe môi của nàng, lại vuốt mái tóc mất trật tự, hai tay bưng mặt thiếu nữ áo xanh, hồn nhẹn lên trán của nàng, lại nói: "Nhà đầu thật ngoan, con đã làm rất tốt, phụ thân cảm thấy hãnh diện vì con, vì đình bồn và lục gia đều hãnh diện vì con." Động tác nhu hòa, lời lại ôn nhu. "Phụ thân." Lục Du thượng cao ngạo hơn nữa, cũng không nhịn được lao vào lồng ngực của Lục Tiêu Du, trong suy nghĩ của nàng, lồng ngực của phụ thân là nơi an toàn nhất. Nhìn thấy cảnh này, vô số người động dung, cả vùng biển yên lặng, ngay cả sóng biển cuồn cuộn cũng bình tĩnh trở lại, không đành lòng phá vỡ thời điểm hai phụ tử đoàn tụ với nhau. Lục Tâm Đồng lúc này đã đi lên lưng tuyết sư, lào lào đôi mắt đã ướt đẫm, nhìn nam tử áo bảo xanh, lại nói, ca ca, người đã lâu không có ôm ta, ta có chút cảnh tỵ với dù thực rồi đấy. Tam cô, lục du thực lập tức chui ra khỏi ngực phụ thân, khí chất cao ngạo cũng đủ hòa hơn vài phần. Mà lục tiêu du nhìn nữ tử mặc váy dài này, lại nói, người lại còn nói, bọn nhỏ không hiểu chuyện cũng thôi đi, người tốt rồi, thân là trường bối, lại vụng trộm chạy tới đây. Độc linh mà nữ, hùng dành hiền hách lúc này, ở trước mặt nam tử áo xanh, lại biến thành nha đầu làm sai chuyện, hải mặt ướt sũng nhìn hắn, lộ ra vẻ điểm đạm đáng yêu, đôi mặt dễ thường hơi nháy, làm cho người ta thương tiếc, nói nhỏ, ca ca, ta nhớ người. Người, nhìn bốn sáng điểm đạm đáng yêu này, Nghe câu ta nhớ người, Lục tiêu Du cũng không thể nghiêm túc được. Chậm rãi đi lên véo gò má ục ục của nàng, bật đặc dĩ lại nói. Về sao còn dám chạy loạn, có phụ mẫu và đại ca bảo vệ cũng mặc kệ. Ta tuyệt đối sẽ phạt nàng, không biết ta lo lắng trong buổi sao. Ca ca, lần sau buổi không dám nữa. Huỳnh cũng không thể đánh ta, ta đã lớn như vậy. Nếu Huỳnh đánh ta, dù thực Kinh Vân sẽ cười ta, lại nói ta biết rõ ca ca sẽ không đỡ mà. Vừa dứt lời, lục tầm đồng nhào vào ngực nam tử áo bảo xanh đôi mắt rào hoạt nháy mắt với tiểu long ta làm sao mà không đỡ ta sẽ đánh muội không biết ta lo lắng sao lục thiêu du khẩu khí nghiêm khắc nhưng mà vẫn ôm nữ tử vào ngực đó là lục thiêu du lục thiêu du không chết rốt cuộc xảy ra chuyện gì là lục thiêu du trở về không phải nói lục thiêu du bị thiền ma nhất tộc và dạ so nhất tộc giết rồi sao rốt cuộc xảy ra chuyện gì không tốt không tốt lục thiêu du trở về chiến thần Định ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm trần lý niết bàn là lục tiêu du lục tiêu du trở về rồi và lúc này trong mấy ngàn người của diệt linh minh sinh ra chấn động liên tục người có tên cầy có bóng ba chữ lục tiêu du đủ chấn nhiếp bọn họ hoa như danh và hai tên hóa hồng cảnh của diệt linh minh và lúc này sắc mặt cỏ rút ánh mắt rùn rầy tiến thoái lưỡng nan tình cảnh xấu hổ ánh mắt khó coi trong đội tâm sinh ra hàn ý không ít cũng vào lúc này Lục Du Thực lập tức nhớ tới hạp cốc huyền viêm, lập tức nói với Lục Thiêu Du. Phụ thân, nhanh đi hạp cốc huyền viêm, đại quần diệt linh mình chắc đã tới hạp cốc huyền viêm rồi, già già cùng bậu thân đang gặp nguy hiểm. Lục Thiêu Du nghe vậy sắc mặt âm trầm, trên đường đi hắn có nghe tuyết sư nói tình huống vì đình bồn hiện tại. Gần đây phi đình bồn và diệt linh mình mà sát với nhau, toàn do là sự huỳnh khiến bách biến truyền tin tức cho tuyết sư. Tuyết sư mang tin tức trở về. Lục Tiêu Du trên đường đi cũng có biết 5.000 vạn đại quân của Diệt Linh Minh lúc này đang vây công hạp cốc huyền viêm. Vì linh bồn cùng với lục gia, hoàng gia đã rút tới hạp cốc huyền viêm. Lão đại, hai tên nhãi nhép nhất nguyên hóa hồng này, ta và ngươi giải quyết một tên. Ta cũng muốn sớm gặp vô song tỷ, cảnh văn tỷ các nàng ấy. Tiểu Long lươm lườm hai tên nhất nguyên hóa hồng của Diệt Linh Minh, căn bản không đặt hai tên này vào trong lòng. Hồ Hoàng đội nghe lệnh, trù sát tạp trùng Diệt Linh Minh, một tên cũng không lưu lại ánh mắt của lục thiêu du nhảy lên hắn ra lệnh xong lập tức biến mất tại chỗ lão đại huỳnh chờ ta một chút đừng người thế giới thần thú nghe lệnh trụ sắt tạp chủng diệt linh mình khi thân ảnh lục thiêu du biến mất tại chỗ thân ảnh tiểu Long cũng hóa thành kim quang biến mất theo khi thân ảnh lục thiêu du xuất hiện trước mặt lão giả nhật nguyền hóa hồng ánh mắt âm trầm hạn ý bắn ra dữ dội khi thân ảnh lục thiêu du cũng xuất hiện lão giả mặc trường bào chẳng biết tại sao trong đội tầm lạnh toát sinh ra cảm giác sờn gai ốc. Dù sao lão già cũng là nhật nguyên hóa hồng cảnh, hắn áp chế sợ hãi trong nội tâm của mình, cắn răng đánh ra một cột sáng năng lượng xuyên thủng không gian. Cột sáng đâm thẳng vào lục tiêu du, không chút kiêng nệ. Cùng một thời gian, tiểu long xuất hiện, trước mặt lão già còn lại. Lão già này cắn răng, phạt tay đánh ra một con hỏa long. Hỏa long đóng bỏng lao thẳng về phía tiểu long, không chút kiêng rẻ. Cá tạp mà cũng chịu hung hăng can quấy, đáng phải đánh cho một trận nên thần. Tiểu Long khinh thường cười lạnh một tiếng, hắn giơ tay ra ngăn cản hỏa lòng lao tới, bộ dáng dễ dàng như trở bàn tay. Lão già mặc trường bào nhất nguyên hóa hồng ra tay lạnh thấu xương, cột sáng đóng băng linh hồn lao thẳng vào người Lục Tiêu Du. Nhưng khi tới cách Lục Tiêu Du nửa xích đã tiêu tán không còn, giống như bị khe hở vô hình thôn phệ, hoàn toàn không thể ảnh hưởng tới Lục Tiêu Du tí nào. Thân ảnh của Lục Tiêu Du vượt qua không gian, trực tiếp xuất hiện trước mặt lão giả mặc trường bảo. Hắn giơ tay trái ra mà không vang theo chút chấn động nào cả. Trong nháy mắt tiếp theo, lão giả áo xám nhất nguyên hóa hồng bị động nên không trung. Thế nhưng không gian vặn vẹo như bánh quai trèo. Sau đó bắt lấy đầu lão giả nhất nguyên hóa hồng. Giờ phút này, lão giả nhất nguyên hóa hồng cảnh không che giấu được sợ hãi trong lòng. Trước mặt lục thiêu du, hắn cảm giác nguyên lực bị áp chế. Không gian trói buộc, linh hồn trói buộc, ngay cả tự bảo cũng không làm được sâu trong đình hồn thấy lạnh cả người. Giờ phút này, đối mặt với thần ảnh áo xanh, lão già mặc trường bào cảm thấy mình có tu vi hóa hồng cảnh, lại chẳng các gì còn sâu cái kiến. Và lúc này, Tiểu Long đánh ra một trào vào người lão giả tóc đỏ. Đột nhiên bị cấm chế không thể động đậy, bị Tiểu Long chế trụ. Ánh mắt của hắn như tro tàn, bộ dáng như chó chết, sợ hãi, kinh hãi không hiểu. Hai cường giả hóa hồng cảnh trong nháy mắt ngắn ngủi đã bị lục tiêu du cùng Tiểu Long bắt như chó chết, Cảnh tượng này làm đám người trên không trung rùng động. Hai cương giả hóa hồng cảnh bị hải thành điền kia bắt lấy như chó chết, cũng giống như còn dầu cái kiến. Vào lúc này, nhiều người hít khí lạnh, âm thanh nuốt nước bọt vang lên. Mọi người rung động nhìn trần trối. Tất cả người diệt linh minh ngốc trệ, nội tâm chấn động nổi cả da gà. Hoa như danh càng sợ hãi, cương giả hóa hồng cảnh bị bắt dễ như gà. cương giả hóa hồng cảnh trước mặt lục tiêu du không khác gì còn sầu cái kiến. Như vậy, hắn không là cái gì cả giết không tha. Giờ phút này, vô tướng động thân, trường bào màu đen quét qua, không gian chợt tàn vỡ. Bây giờ sau lưng của vô tướng là đám người lý cụ, bắc đông, tô nhan cùng mấy chục cường giả hộ hoàng đội lao tới. Khí tức khủng bố đào phủ mấy ngàn người diệt linh minh. Giết! Trong thế giới thần thú, hơn một ngàn thập nhất cũng là niết bàn cảnh và rất nhiều cường giả tuyên cổ cảnh lao đi. Uy thế còn mạnh hơn hộ hoàng đội vài phần từng đạo công kích đánh giết người của diệt linh minh bây giờ tiếng nổ tung trầm thấp vang lên bị rất nhiều cường giả vây công mấy ngàn người diệt linh minh giống như con sâu cái kiến trực tiếp bị tan sát không có lực chống cự mấy cường giả tuyên cổ cảnh bị lý cụ vù mạ tam giới huyền hạo huyền vũ và cường giả tuyên cổ cảnh của thế giới thần thú vây công ngay cả hồn anh cũng không thoát ra trong khoảng thời gian ngắn vô số người bị chém giết trong đông nhất thời sát khí ngập trời sát khí lan tràn làm sóng biển bắn lên cao biển gầm dữ dội khói độc bao phủ nhiều nơi lục tâm đồng phất tay đồng tố ăn mòn không gian quét qua mấy trăm người diệt linh minh và hai tên tuyên cổ cảnh nàng giống như là ma nữ tà ác rất nhiều người sau ngày hôm nay sẽ nhớ rõ trong lục gia có ma nữ như nàng hoài gia hoài như danh bỏ qua đầu tiên hắn ta xé rách không gian định bỏ chạy toàn thân run rẩy mặt đầy sợ hãi như chó nhà co tăng phá không trốn đi đứng lại cho ta. Thân hành vô tướng phá không bày tới, xuyên thấu không gian, một tay bắt lấy hoài như danh. Lục du Thượng bay thẳng tới, đánh ra một trưởng, vào người hoài như danh, miệng hắn phun máu tươi, không gian trước mặt sụp đổ, thân hình bay như diều đứt dây. Hoài như danh bị bắt, hắn bị bột trào của vô tướng cấm chế, hắn có tù vị tuyển cổ cảnh cao giai đỉnh phong, đối mặt với vô tướng chỉ là còn dầu cái kiến. Âm thanh trầm thấp vang lên không dứt, tất cả chỉ diễn ra trong mấy hồ hấp ngắn ngủi mấy ngàn người diệt linh minh đã bị tàn sát sạch sẽ. Đây không phải là đánh chết, đây là đổ sát, hoàn toàn không có lực chống cự. Nguyên bản, hắn vốn cho rằng người diệt linh minh có một ít lực chống cự, nhưng mà nhìn thấy hóa hồng cảnh bị lục thiêu du cùng tiểu long cầm trong tay như con sầu cai kiến, rùn như cầy giấy sờn hết cả dai ốc, bọn họ làm gì có lực tầm chiến đấu cơ chứ? Khi người cuối cùng của diệt linh minh bị trù sát, vùng biển này hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Đám người đứng ngoài lúc này như biến thành phò tượng đá, ánh mắt đầy sợ hãi, thật lâu không thể hồi phục tinh thần. Hoàng Như Danh và hai lão giả hóa hồng cảnh đều bị lục tiêu du, tiểu long, vô tướng áp chế như chó chết. Đối mặt với ba người này, ai cũng sợ hãi, sợ hãi toàn thân run rẩy cũng bị cấm chế không thể nhúc nhích. Giờ phút này, ba người hối hận xanh ruột, đặc biệt là hai lão giả âm trầm hóa hồng cảnh, hối hận không gì sánh nổi. Đối với hai tên hóa hồng cảnh mà nói, hào hào ở trong thế giới hỗn độn tu luyện là được rồi. Không biết vì sao, ăn cái gì lại đi ra đối phó người lục gia. Ai nói lục thiêu dù đã chết, đây hắn không phải là hào hào còn sống sao, thực được còn đạt tới mức khủng bố. Bằng không, hai người bọn họ cũng không giống chó chết như lúc này. Bọn họ đang nghĩ làm sao cầu xin lục thiêu dù thả thứ đấy chứ. Hai tên hóa hồng cảnh bị tiểu long và lục thiêu dù bắt lấy, vừa vặn hai mắt nhìn nhau, đều sinh ra thần sắc sợ hãi hai người giờ phút này đang nghĩ đầu của mình bị lửa kẹp rồi, bằng không đang yên đang lành lại đi đối phó lục gia làm cái gì? nhật quyền hóa hồng lại đi đối phó với một tiểu bối, thật sự cam lòng ném mặt mũi của mình đi. nhìn thấy mấy ngàn người bị đánh chết, ánh mắt ầm trầm của lục tiêu du nhìn qua lão giả nhật quyền hóa hồng bị bắt, ánh mắt của hắn không chút che giấu sát khí. lục đại nhân hiểu lầm hiểu lầm mà chúng ta bị người ta giật dây, lục đo tầm trí bị che lấp khẩn cầu lục đại nhân hạ thủ lưu tình. Tùng già sau này không dám nữa, nhận định sẽ hào hào giao hảo với lục gia, sẽ không tham gia vào những chuyện như vậy. Lão già nhìn lục thiêu du, ánh mắt rùng động bất định. Ở trước mặt lục thiêu du, hắn không có ngạo khí của hóa hồng cảnh, chỉ giống chó chết mà thôi. Hắn còn không muốn chết, đến tù vi cấp độ của hắn, ba ngàn đại thế giới có thể đi dạo chơi. Lục đại nhân tha mạng, sư gia ta về sau sẽ giao hảo với lục gia lục đại nhân tha mạng chúng ta chỉ hồ đồ trong nhất thời mà thôi lão già mặt đỏ cũng cầu xin lục tiêu du nhìn thấy đường đường hài hóa hồng cảnh lại có lúc cầu gì như thế rất nhiều người chung quanh trần cất tiếng than thở thì ra là tùng gia cùng sư gia ánh mắt của lục tiêu du nhảy lên trong chấp pháp đội ở mật địa thiền giới có một người tên là tùng liệt và sư thắng kiệt lúc này nghe nói trong diệt linh minh sư gia và tùng gia hoạt động hằng hái nhất dám động tới con gái của lục tiêu du ta, đụng đến lục gia ta, đụng đến phi lịch bồ ta, người không phải bị bù mắt là người muốn tìm chết. Lãnh ý chợt truyền ra, lục tiêu du phất tay, trực tiếp tạt mấy bà tai vào lão sản nhất quyền hoa hồng. Mấy cây răng của hắn phun ra, huyết dịch bảy tứ tung, cường mặt sừng vù, chật vật. Lão cẩu dám đối phó chất nữ của ta, có bàn lĩnh, người hùng hằng can quấy trước mặt ta đi. Tiểu lòng già già sẽ đánh chết ngươi. Tiểu long cũng tạt vài cái vào mặt lão già mặt đỏ, hắn ra tay hung ác hơn một ít. Lão già đầu kia mặt choáng mắt hoa, rằng bảy tứ tung, mau tươi phun như suối, mũi cũng vỡ nát. Lão già được mặt giản ruộng. Lục thiêu du, có bản lĩnh thì giết ta đi. Giết ta đi, có bản lĩnh liền giết ta đi, như vậy mới là hào hán. Hai tên hóa hồng cảnh chưa từng ăn nhục nhãn như vậy, lập tức từ sợ hãi biến thành oán độc. Dù sao bọn họ cũng là rõ ràng rồi, lục tiêu du sẽ không tha cho bọn họ đâu giết các người đây không phải là tiện nghi cho các ngươi sao các người dám động lục ra đụng đến vì đình bồn ta vậy luyện sống các người thành khổi lỗi về sau vĩnh viễn thủ hộ lục gia và phi linh môn của ta thẳng tới tan thành bầy khói mới thôi lục tiêu du nói một câu làm hai lão giả hóa hồng cảnh chấn động linh hồn toàn thân đổi ga gà nghe sẽ bị luyện sống thành khổi lỗi bọn họ chết khiếp lão đại con cá tạp này giao cho người luyện khổi lỗi đi tiểu long hất tay lên rào lão giả bị cấm chế cho lục thiêu du kim quang chợt lóe lục thiêu du lập tức thủ hài lão giả vào trong từ kim huyền định mà lúc này vô tướng đang bắt giữ hoài như danh ánh mắt của hắn không ngừng chấn động sắc mặt không biết có phải bị vô tướng trọng thương hay đã sợ hãi sắc mặt tái nhợt thiếu chủ xử lý tên này thế nào vô tướng cầm hoài như danh như chó chết đến trước mặt lục thiêu du phụ thân đây là hoài gia hoài như danh diệt linh bình do hắn cầm đầu đấy Lục Du Thực nói với Lục Thiêu Du. Hoài ra sao? Sợ gì cái thứ này chứ? Còn không có lá gan đối phó vì đình bồn. Diệt linh minh, cái đám ổ hợp mà thôi. Có thể diệt được vì đình bồn sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn qua Hoài Như Danh. Mặt thấy Lục Thiêu Du, Hoài Như Danh cảm giác sợ hãi khó hiểu. Lập tức Lục Tiêu Du thu Hoài Như Danh vào trong lòng bàn tay. Lục Tiêu Du đặt một tay lên đầu của hắn. Vòng xoáy nguyên được bộc phát. Hoài Như Danh lập tức há mồm kêu thề lương. Trên gương mặt đầy nếp nhăn co rúm lại, hắn vô cùng đau đớn, linh hồn và linh hồn phần thần cũng bị cắn nuốt. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng vùng biển làm người tác động dung. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi, hoài như danh đã biến thành thầy khô trong tay lục tiêu du. Quả nhiên là có hậu trường. Ánh mắt của lục tiêu du hơi trầm xuống, thôn vệ hoài như danh này. Lục tiêu du cũng thị triển sự linh thuật. Từ trong linh hồn hoài như danh biết được, sau đương diệt linh bình có dấu vết của phượng hoàng nhất tộc đồng thời diệt linh minh còn có mấy thế lực không tệ trong bản địa thiên giới treo trống. Hoa như danh chỉ là còn cá tạp mà thôi. Mà tôn vệ quyền lực của một tuyền cổ cảnh đỉnh phong, lúc này đối với lục thiêu du mà nói, không có quá nhiều cảm giác, không đủ hắn nhét kẽ rằng. Tuy Trần Lý Niết Bàn cũng tương đương với tuyền cổ cảnh cao dai, thế nhưng mà lúc này, lục thiêu du cảm giác quyền lực của hoài như danh so sánh với đan điền khí hải của mình lại giống dần trời gặp thứ thiệt. Nguyên lực tình khiết không gì sánh nổi, thể tích không đáng nói, chẳng khác gì mối bỏ biển. Trên người Hoài Như Danh còn có một phần thủy thuộc tính áo nghĩa bổn nguyên, nhưng dùng lĩnh ngộ áo nghĩa của Lục Tiêu Du hiện tại mà nói, một phần áo nghĩa bổn nguyên cũng không có nhiều tác dụng, không có tác dụng quá lớn, nhưng mà sau này chẳng có vài phần tác dụng cũng nên. Chính bởi vì Hoài Như Danh có một phần áo nghĩa bổn nguyên, Lục Tiêu Du mới thuần phải hắn. Lục Tiêu Du không có lưu áo nghĩa bổn nguyên cho Lục Du Thượng. Đối với Lục Du Thượng mà nói, áo nghĩa bổn nguyên nên do bản thân lĩnh ngộ, thôn phệ ao địa bổn nguyên không có lợi về sau. Cùng thời gian ấy, trong hạp cốc huyền viêm đại chiến kịch liệt tới mức khủng bố. Phá những trận pháp này cho ta. Đại quân diệt linh binh che khuất bầu trời, khí tức mảnh bồng của chiến hạm tỏa ra ngoài. Mấy ngàn chiến hạm bùng nổ, đi đầu có vài chục chiến hạm cấp 5, hào quang từ chiến hạm bắn ra giống như thủy triều, âm thanh xé gió bắn thẳng vào hào quang trên hạp cốc huyền viêm. Bây giờ, hào quang bao phủ hạm cốc bị bắn nổ ầm ầm. Sau đó tiếng nổ như sấm sét vang vọng bầu trời. Hào quang năng lượng bị nghiền nát khi đã khủng bố quét ngang bầu trời. Giết, giết đi, chó gà cũng không được tha. Giết, một tên cũng không bỏ sót. Khi hào quang bên ngoài hạm cốc huyền viêm tàn vỡ, lập tức mấy ngàn vạn đại quân diệt linh minh bị chém giết dữ dội. Đường theo đó là mấy ngàn chiến hạm che khuất bầu trời lao về phía hạm cốc. Hạm đội phi đình bồn nghe lệnh ngăn cản tạp chủng diệt linh bình khi đại trận nghiền nát trên hạp cốc huyền viêm có tiếng rông lớn vang lên sau hạp công có chiến hạm phì hổ lướt đi ngay hạm đội mấy ngàn chiếc có nhiều hơn diệt linh bình không ít chúng giống như hùng thú áp chế tiền địa che khuất bầu trời làm bầu trời biến thành tiền hồn địa ám mấy ngàn chiến hạm phì hổ đầu lâu của chúng như vật còn sống hai cánh khổng đồ vỗ mạnh đầu hồ nhắm ngay đại quần diệt linh bình bắn phá hào quang năng lượng bắn ra như mưa giết đi cùng điều mạng với đám tạp trùng diệt linh minh này đệ tử phi linh bồn hoàng gia tiết gia tôn gia an gia từ diễm huyền xa nhất tộc đều lào tới đại chiến chém giết khủng bố bùng nổ trong lúc này diệt linh minh cùng phi linh bồn hoàng gia có đệ tử bị chiến hạm oanh kích huyết vụ bắn tùng tóe cả dân mạch chém giết ngập trời máu chảy thành sông huyết tinh tràn ngập sát khí ngập trời song phương chém giết ngập trời trong chém giết huyết tinh này mọi người càng ngày càng điên cuồng loại chém giết này không phải người sống ta chết. Tất cả mọi người ra tay đều gọn gàng, không hề giữ đại. Sát khí ngập trời, quấy hư không, trực tiếp làm không gian run rẩy, sân băng địa điện, sơn bạch biến thành bình địa. Từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng bên tai, cả sân mạch không ngừng sụp đổ, sơn mạch máu chảy thành sông. Chiến đấu cỡ này, thảm thiết, khó diễn tả thành lời. Chiến đảo khuất đào tuyệt, ba đào lòng tam và phi ưng lang phong, dường diệu, lục thiếu hùng Lục Lộ, Lục Quân, Lục Thành, Lục Đào, Lục Minh, Thái Công Tĩnh Diễm, Hiền Viên Triệt, Bắc Cung Ngọc, Bắc Cung Hạo Nam là những người nổi bật trên đại lục linh vũ, nổi bật cùng thế hệ Lục Thiêu Du cũng sớm lao ra chém giết không tiếc tay. Bọn họ là thế hệ đầu tiên khi thế giới hỗn độn được kích hoạt chiếu cố, khí thế bạo phát ra đồng cấp không thể chống cự, cả đám đều có khả năng giết địch vượt cấp. Vân Khiêu Thiên, Lữ Chính Cường, Lư Khổng Bị Vi, Lạc Kiến Hồng, Mộ Dùng Làn Làn, diễm quan quần vương đồng cùng huyền đạm thái thuyết vi kính hòa thủy nguyệt dạ vị ương thiện ứng công tử lưu kiếm ankatuna và rất nhiều cường giả của linh vũ đại lục đều công kích kẻ thù trên đường mình đi tất cả mọi cường giả đều xuống tay không chút lưu tình là những yêu thú cường giả trong phi linh bồn lúc này thúc giục bản thể thân ảnh che khuất bầu trời nhưng vào lúc nhất thời sát phạt khủng khiếp xé rách không gian lúc này không ngừng có cường giả mới gia nhập vào chiến trường bọn họ gia nhập vào chém giết vì linh bột. Lão tổ trở về, giết chúng đi. Lão tổ quay về rồi, liều mạng, diệt linh minh. Người trong thế giới linh vũ không ngừng chém giết, không ít cường giả thế hệ trước của thế giới linh vũ. Sau khi khỏi thế giới linh vũ, đều không muốn ở chung với hậu bối. Sau khi rời khỏi thế giới phù sắc, đi ra ngoài lịch lãm, và lúc này các lão tổ bọn họ đều trở về. Trên hạp cốc, huyền viêm, có không ít mỹ nữ đang đứng. Bọn họ thân ảnh lùng linh, váy dài bồng bềnh, kiểu nhàn như hoa, giống như là tiên tử không ăn khói lửa nhân gian. Chúng nữ nhìn nhau, nghiến chặt mồi son, bọn họ đi tới nơi nào, đại quân diệt linh bình đều hóa thành mạnh vỡ nơi ấy. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng nơi nơi, giữa không trùng không ngừng có tiếng chiến hạm nứt vỡ, không ngừng có thân gửi vỡ nát, huyết dịch bày tứ tung. Tuy cường giả phi linh bồn rất mạnh, nhưng mà số cường giả và số đại quân không bằng đối thủ, cho dù khí thế hùng mãnh nhưng vẫn không cách nào áp chế diệt linh mình có những lão tổ gia nhập cũng dần dần lâm vào hạ phong. Hoàng gia, tiệt gia, từ diễm huyền xa thống lĩnh thú tộc, an gia, tôn gia và phi linh môn lào tới trước, tổn thất cũng không ngừng gia tăng. Bị vây công như thế, bị oanh kích dữ dội như vậy, không ngừng có người tự bạo hồn anh, chiến đấu rất thảm thiết. Vô liềm sỉ, diệt linh bình khinh người quá đáng, muốn nhổ tận gốc phi linh môn sao. Sợ rằng phi linh môn gánh không được, làm thế nào đây? Trung quanh sơn mạch này, vô số người vây xem lúc này giận mà không dám nói gì. Diệt đinh minh quá mức cường đại, không có ai dám trêu chọc. Có không ít người nắm chặt nắm đấm, ánh mắt đỏ thẫm nhưng cũng không dám nói gì. Trừ vị đạo hữu, thế giới vô sắc, vì đình bồn chịu đựng, Hổ nhất đau ở thế giới địa hoang tới giúp một tay. Hòa đạo nhân ở thế giới khôn cùng tới cùng các người ngăn kẻ thù. Trần Hạo, thế giới huyền Nam, giúp các người bộ tay. Bạch Lang thế giới thiên khôn tới đây, trên không trung không ngừng có tiếng hét lớn vang lên lập tức có đại quân lao tới như bay từng đạo thân ảnh lao tới không dưới mấy trăm vạn người mấy thân ảnh đi đầu chính là thiên dương lão quỷ hòa đạo nhân bạch lang bọn họ trước kia là những thành niên bất phàm còn có tiểu thiếu chủ ôn tuấn hùng của linh thứ tháp ở thế giới thị hoàng tới giúp bên cạnh hắn còn có phụ thần ôn thiên cương linh sơn tạm thú. viện bình những thế giới này xuất hiện lập tức gia nhập chiến trường ngay Thân ảnh của Bắc Cung vô song nhìn lên công trung, lúc này nói vang vọng hư không. Vì đình bồn đại biểu lục gia, đại biểu thế giới vô sắc, đa tạ chư vị viện thủ, vô cùng cảm kích, chúng ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Vì đình bồn khách khí rồi, không có lục gia, không có vì đình bồn, cũng không có vô sắc trùng thiện thế giới hiện tại. Vì đình bồn gặp nạn, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Thiên dường lão quỷ, hồ nhất đao, cầm linh khí đại đao, chém giết, tiếng cầm truyền ra, mấy tên diệt linh bình biến thành vong hồn dưới đảo. Các vị của thế giới vô sắc, không có lục gia, lục thiếu du, lục đại nhân, lục trường rả mặt, không có thế giới vô sắc chúng ta hiện tại. Những năm qua phi linh bôn, lục gia, hoàng gia, tiết gia đối với chúng ta như thế nào, ta nghĩ mọi người hiểu rõ. Hiện tại thế giới vô sắc gặp nạn, phi linh bồn gặp nạn, thương hội phú lâm chúng ta quyết định tưởng trợ. Rất nhiều, thương hội đều quyết định tưởng trợ. Tổ chim bị phá, há con trứng đành, tu võ tông ta cũng giúp phi linh bồn một tay nhìn thấy chung quanh có không ít viện binh vô số người vây xem trong hạp cốc huyền viêm rốt cuộc có người không nhịn được lao ra vốn là tất cả các thương hội mỗi thương hội đều một thế lực nhưng tiểu thế lực có quan hệ không tệ với phi linh bồn đều thét lớn lập tức từng thân ảnh lao vào chém giết đại quân diệt linh binh tất cả mọi người chém giết không ngừng không có lục đại nhân trước kia không có thế giới vô sắc hiện tại giết chúng đi đám tam trùng diệt linh bình đi chết đi. Chém giết rung trời không ngừng sinh ra. Khi tu võ tông gia nhập, không ít tiểu thế được lập tức nhao nhao phụ họa. Một ít tán tu cũng quát lớn lao tới, người vây xem trung quanh rôi trào. Đại chiến lâm vào thế vô cùng kịch liệt. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.